Hello, xin chào tất cả mọi người. Đây là hiện tại là 6 giờ sáng mọi người. Đây là cảnh bình minh trên biển rất là đẹp. Vừa ngắm bình minh vừa câu cá mọi người nhé. Đây là những cần thủ đang câu con đực. Những con cá rất là tươi ngon mọi người ạ. Vừa mới vớt lên. Ai mua bán luôn rồi, em nói là ai mua bán luôn rồi. Đậu ship luôn. Quá này. Trời luôn. Ship luôn, ship anh luôn. Anh nghề câu tính sao được câu câu. Đây là gọi là câu cá không bằng mồi, vũ long mọi người ạ. Chỉ cần thả xuống là cá liên tục. Quá trời cá. Phát biểu cũng nghĩ của mình khi vừa câu mực xong lại câu cá lên. Rất kia là hấp dẫn. Anh em nào có chị em. Ôi trời ơi, có chị nào muốn đi cao thì lên dẫn đi luôn. Cá đang lên mọi người. Hai câu. Rồi. Gì không? Rất là thú vị. Đặt lên đặt đây. Check the mic and make sure it sound right, boys. Quá tuyệt vời mọi người. Cá không làm gì hết. À, trời ơi. Quá tuyệt vời mọi người. Gỡ một mỏi tay. Cao mỏi tay, gỡ mỏi tay. Ooh, wow.
khá là lên. Có thì mà đi lượm mà lao hơn đi câu khó. Mực mà vũ mà lên qua câu. Qua câu đó. Qua đây vũ lên dài. Có vũ mực mà có nữa ha. Mình bỏ vũ làm cái rằm quá mà vũ sẽ dài. Có thể dài hơn. Con rò rè con có này là mới đợi đài lớn lớn tới cỡ rồi còn ai bác ngồi cũng chết chứ hả. Có này nè gì cười chứ gì cười thì ông dọa đừng chết mày ngồi xuống cho mày đâu quá chứ là đứng cho mày tới mùa sinh sản hay là nó đi vô đáng đẻ này rồi khi mà hết ái là nó đi ra ngoài khơi chứ đẻ tầm có lá đúng không không đẻ con người nó di cư vô chúng tìm nơi trú ẩn nó này nó tìm nơi trú ẩn rồi. Này em cũng cần nha anh đâu chứ có gì đâu em ngồi nữa này em còn ngồi nữa này có gì đâu mà xe bước xe mẹ này ngồi nữa chứ đâu mà đứng như anh nghề yếu nghề yếu có được đây ngồi rồi cần lại cần vàng nha anh ấy. Ngồi đúng không ạ? Ngồi đâu có làm gì đâu mà đứng chứ mày. Lên 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 theo đúng. Đây cầm sướng ghê đi bay cùng bạn ngủ cao sướng đi luôn. Chị mô nói này dục cũng chạy đó. Không đâu. Giờ chị tôi chị lớn kìa. Quất chị làm là mãi của nhanh lắm. Rất là rè. Đây là thành quả của một buổi sáng mọi người. Trong vòng 30 phút thôi. À, 3 kg cá. Chưa tới. Mỗi kg là 10 kg mọi người. 3 con thủ. 15 phút. Những con cá nó nhảy tanh tách.